sao Thùy Trang và Thúy Nga không dự ASEAN 19? Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái tập trung ngày 10 tháng 8, chuẩn bị cho ASEAN 19. Ngày 9 tháng 8, danh sách đội được công bố với 25 cầu thủ, trong đó có nhiều thay đổi so với danh sách dự World Cup. Sau khi bàn bạc kỹ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện đã quyết định trẻ hóa đội hình bằng cách gọi nhiều nhân tố trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Hà Nội, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Hà Nam. Số cầu thủ sinh sau năm 2000 của đội nữ Việt Nam hiện là 11/25 người. Băng đội trưởng tạm thời sẽ trao cho tiền đạo Phạm Hải Yến, bởi đội sẽ tạm vắng mặt Huỳnh Như. Cô gái sinh năm 1991 vẫn đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng với câu lạc bộ Lang Villa Verden nên việc cô có về nước hội quân cùng đội tuyển quốc gia hay không phụ thuộc vào quá trình đàm phán và phải được sự đồng ý của câu lạc bộ chủ quản. Ở lần tập trung này, ban huấn luyện cũng quyết định không triệu tập tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Sinh năm 1988, Trang không đảm bảo thể lực để tập luyện với cường độ cao nên nhường chỗ cho lớp trẻ. Tạo tương lai cho đội nữ Việt Nam. Tương tự, trung vệ Trần Thị Thúy Nga, sinh năm 1990 cũng không lên đội lần này. Đội nữ Việt Nam sẽ tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 19 tháng 8 và tập huấn tại Hải Phòng trước khi sang Trung Quốc dự ASEAN 19. Sẽ có hai cầu thủ bị loại. Tại Á vận hội, đội nữ Việt Nam chung bảng với các đội Nhật Bản, đối thủ đang đạt phong độ cực cao tại World Cup 2023, lọt vào đến tứ kết Nepal và Bangladesh. Các trận của đội nữ Việt Nam tại vòng bảng ASEAN từ 22 đến 28. 9 tại sân Wenzhou Olympic Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nếu các trận có kết quả khả quan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tăng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Danh sách đội nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 19, 3 thủ môn, Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Anh. 12 hậu vệ, Trương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh. 7 tiền vệ, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Bích Thủy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Trúc Hương. 3 tiền đạo, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.